Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 8 tháng 1 năm 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá sầu riêng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ để bà con mình tham khảo. Trước tiên, kênh xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Quay trở lại tình hình sầu riêng ngày hôm nay, thưa quý bà con, thì hôm nay một vài thông tin không tốt về tình hình sầu riêng của chúng ta ha bà con ha. Quan trọng nhất đó là giá tiếp tục giảm. Thì đứng trước cái tình hình mà tất cả các loại nông sản đều bị ảnh hưởng rất là nặng nề do tình hình Covid với biến chủng mới là Omicron, đó là lây lan với tốc độ là nhanh gấp 5 lần so với cái chủng Delta, chủng cũ. Rồi thứ hai nữa là Trung Quốc siết chặt đường xuất khẩu bởi vì biến chủng mới này, cho nên là thông quan rất là khó khăn, kiểm soát rất là nghiêm ngặt, dẫn đến tình trạng là cửa khẩu bị ùn ứ. Mặc dù đã giải quyết được gần 50% tình trạng ùn ứ những ngày qua, nhưng mà số lượng container xếp hàng vẫn còn hơn gần 2.500 chiếc ha bà con. Thì số lượng này cũng rất là lớn, và để mà giải quyết hết cái tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu thì dự kiến mất khoảng 40 ngày. Cho nên là với cái thông tin đó thì tất cả các loại nông sản đều bị sụt giảm. Sầu riêng của chúng ta mặc dù một thời gian dài đứng giá tốt thì hiện nay cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng này. Đó là những ngày vừa qua là liên tục giảm ha bà con, và hôm nay giảm thêm nữa ha. Đó thì giá cụ thể như thế nào mời bà con mình theo dõi hôm nay. Ở miền Tây Nam Bộ ri 6 mua xô là từ 27 cho tới 31 ngàn nha bà con. Còn hàng đẹp là từ 32 cho tới 38 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô là từ 35 cho tới 43 ngàn. Hàng đẹp là từ 44 cho tới 48 ngàn. Ở miền Đông Nam Bộ ri 6 mua xô là từ 25 cho tới 31 ngàn. Hàng đẹp từ 32 tới 37 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 32 tới 38 ngàn. Hàng đẹp từ 39 cho tới 43 ngàn. Đó, bà con lưu ý giá này là giá nem thương lái cắt tại vườn nha bà con nha. Tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa gần mà sẽ có cái sự chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn đồng nữa. Rồi, cảm ơn bà con rất nhiều. Hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại.